Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình BRT. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 8, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Các địa phương trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9. Ban chỉ huy quân sự xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp. Nông dân Châu Đức làm giàu từ trồng hoa lan. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vừa ký quyết định số 898 tặng huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Xuyên Mộc vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Huyện Xuyên Mộc được Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 vào tháng 4 năm 2022. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Xuyên Mộc đã huy động gần 4.650 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn vốn ngân sách, nhân dân huyện Xuyên Mộc đã đóng góp nhiều ngày công, hiến hơn 480.000 m2 đất, vật kiến trúc, với tổng số tiền trên 114,3 tỷ đồng để xây dựng và nâng cấp gần 708 km đường giao thông liên xã, liên thôn, nội đồng, gần 78 km kênh mương thủy lợi, 165,2 km đường điện và nhiều trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng, với quy mô xây dựng đạt chuẩn. Huyện Xuyên Mộc có hơn 94% lao động có việc làm ổn định. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt gần 61 triệu đồng một người một năm, tăng gần 45 triệu đồng so với năm 2010. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo các vùng nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao. Huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức trao tặng huy hiệu 50 năm, 55 năm, 60 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 cho 9 đảng viên trên địa bàn. Trong số này có 3 đảng viên vì tuổi cao sức yếu nên huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức đoàn đến tận nhà để trao tặng huy hiệu cao quý này. Lãnh đạo huyện ủy Xuyên Mộc đã trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên và huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên. Được nhận huy hiệu Đảng, mỗi đảng viên huyện Xuyên Mộc đều cảm thấy vinh dự, tự hào và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến vì lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp phát triển của địa phương. 55 năm và 60 năm tuổi Đảng. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 huyện Xuyên Mộc tổ chức khai mạc vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Ủy ban nhân dân xã thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022. Có 29 thí sinh tham gia vòng 1 kỳ thi công chức cấp xã của huyện Xuyên Mộc. Các thí sinh sẽ thi trắc nghiệm gồm 2 phần. Phần thứ nhất, kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phần thứ hai là phần thi kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Qua kỳ thi tuyển dụng công chức Ủy ban dân xã thị trấn năm 2022, huyện Xuyên Mộc sẽ chọn 13 chỉ tiêu công chức làm việc tại các lĩnh vực thống kê, tư pháp hộ tịch, tài chính kế toán, văn hóa xã hội. Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 vừa được huyện ủy Long Điền tổ chức. Dịp này, hơn 20 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện Long Điền đã được trao tặng huy hiệu Đảng. Ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đến dự buổi lễ. Huyện ủy Long Điền đã thông qua quyết định trao tặng huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi lễ trao huy hiệu Đảng, lãnh đạo huyện ủy Long Điền chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận được danh hiệu cao quý của Đảng và tin tưởng các đảng viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp tâm trí, công sức để góp phần xây dựng huyện Long Điền ngày càng phát triển. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tổ chức lễ công bố và trao quyết định về việc chuyển công tác và bổ nhiệm viên chức quản lý các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Ủy ban dân huyện Long Điền đã công bố và trao 6 quyết định chuyển công tác và bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng các trường tiểu học Lê Hồng Phong, Phạm Ngũ Lão, Phước Hưng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học Cao Văn Ngọc, Trần Quốc Toản và Hoàng Văn Thụ.
Thời gian giữ chức vụ của các viên chức quản lý là 5 năm, kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2022. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho 6 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn, lãnh đạo huyện Long Điền tin tưởng, tại đơn vị công tác mới, các viên chức quản lý sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, không ngừng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đoàn lãnh đạo huyện Châu Đức và 16 xã thị trấn của huyện Châu Đức đã đến tham quan học tập kinh nghiệm công tác cải cách hành chính tại xã Tam Phước, huyện Long Điền. Đây là địa phương nhiều năm liền dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính cấp xã của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn công tác của huyện Châu Đức đã tham quan thực tế, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Tam Phước, huyện Long Điền. Nghe lãnh đạo xã Tam Phước thông tin về kết quả cải cách hành chính, phương pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Lãnh đạo xã Tam Phước cũng giới thiệu về các mô hình cải cách hành chính được địa phương triển khai hiệu quả như mô hình ba đúng, đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đúng luật, đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Mô hình tổ tư vấn và số điện thoại tư vấn thủ tục hành chính, mô hình kết hợp thực hiện đề án trao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế tại gia đình, mô hình hẹn giờ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu chính công ích, mô hình giảm thời gian chờ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, giảm thời gian tiếp nhận và xử lý hồ sơ tính trên đơn vị phút. Từ chuyến tham quan này, các xã thị trấn huyện Châu Đức sẽ đúc rút kinh nghiệm để áp dụng phù hợp với thực tiễn địa phương. Chuyển sang ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phước Hưng tổ chức buổi trợ giúp pháp lý cho gần 100 người dân trên địa bàn phường. Các đối tượng được trợ giúp pháp lý chủ yếu là người có công với cách mạng, hộ nghèo, người cao tuổi. Tại buổi trợ giúp pháp lý, đại diện Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên truyền về luật trợ giúp pháp lý, luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến cho người dân phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. Sau khi kết thúc nội dung truyền thông, trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho 10 người dân có nhu cầu, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ban tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bà Rịa hiện có 19 thành viên là các cán bộ nghỉ hưu, đương chức, nhân sĩ, trí thức trên địa bàn. 8 tháng năm 2022, bên cạnh việc tuyên truyền các văn bản pháp luật đến nhân dân, ban tư vấn còn tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo luật, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Đây là những nội dung được nêu ra tại hội nghị sơ kết hoạt động 8 tháng năm 2022 của ban tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Phát huy những kết quả đạt được trong công tác tư vấn, những tháng cuối năm 2022, ban tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa tiếp tục tham gia vào các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, mạnh dạn đề xuất các chủ trương chưa phù hợp để các ngành chức năng xem xét. Trọng tâm là chương trình đề án kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Bà Rịa năm 2023. Việc tham gia các hoạt động giám sát phản biện xã hội của ban tư vấn đã góp phần nâng cao vị thế, phát huy vai trò của mặt trận trong công tác xây dựng đảng, chính quyền. Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững năm 2022 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kim Dinh thành phố Bà Rịa tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, trong đó nổi bật là phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ mặt trận các cấp, sự phối hợp giữa cấp ủy, ban điều hành các khu phố. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kim Dinh khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững năm 2022. Thời gian gần đây, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa luôn tràn ngập màu xanh của rau, cây trái, hoa kiểng. Để có thành quả này, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hưng đã nỗ lực thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2022, đó là xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã xanh, sạch, đẹp. Thực hiện mô hình dân vận khéo, xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã xanh, sạch, đẹp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa đã tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ chung sức xây dựng môi trường đơn vị thông thoáng, sạch đẹp. Trong đó, chú trọng xây dựng mảng xanh và tăng gia sản xuất. Tận dụng khoảng 500 mét vuông sân trống trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã, cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực
đã trồng nhiều loại rau quả, vừa tạo mảng xanh, vừa góp phần tăng gia sản xuất cho đơn vị. Là kinh nghiệm này mình cũng đã có làm được mười mấy 20 năm nay rồi. Cho nên là giờ mình áp dụng vô cái đó mình làm để tạo cho một cái khuôn viên xanh sạch đẹp ở trong cái ủy ban. Nó thêm phần xanh tươi đẹp hơn. Khi mà tất cả mô hình nó mà lên được xanh sạch đẹp như thế này thì nói chung mình cảm thấy phấn khởi và vui. Cái đơn vị thì xanh đẹp hơn. Thứ hai nữa là về các cái rau quả củ quả đảm bảo phục vụ tốt cho cái tăng cái bữa ăn cho lực lượng nhân quân từ 7.000 tới 10.000 đối với lực lượng quân trong một trên một ngày. Mô hình xanh sạch đẹp nó có tác động làm cho cái đối với lực lượng nhân quân cảm thấy thoải mái hơn trong công tác làm việc. Quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Hưng đã tạo bầu không khí vui tươi, lành mạnh cho cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân thường trực lẫn người dân khi đến làm việc thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã. Môi trường xanh mát, tươi đẹp cũng tạo sự gắn bó của cán bộ chiến sĩ đối với đơn vị. Từ đó thêm ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chung tay góp sức xây dựng xã nông thôn mới Tân Hưng ngày càng xanh sạch đẹp. Thưa quý vị, bằng đức tính cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, bà Bạch Thị Hạnh, ngụ ở xã Lan Lớn, huyện Châu Đức đã thành công với mô hình trồng lan một cara. Mô hình là hướng đi mới mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Câu chuyện làm giàu từ trồng hoa lan một cara của bà Bạch Thị Hạnh ở huyện Châu Đức sẽ tiếp nối chương trình Hòa Nhịp trưa nay. Gia đình của bà Bạch Thị Hạnh ở xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức trước đây chăn nuôi heo. Năm 2019, đàn heo của bà Hạnh bị bệnh dịch tả heo châu Phi, phải tiêu hủy hàng trăm con, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Qua tìm hiểu, nhận thấy mô hình trồng hoa lan một cara cắt cành cho thu nhập cao, bà Hạnh học hỏi cách trồng, kỹ thuật chăm sóc và đầu tư trồng lan. Thời gian đầu trồng thử nghiệm, bà gặp không ít khó khăn do lan thường xuyên bị sâu bệnh, phát triển chậm. Kiên trì, chịu khó, vừa làm vừa học hỏi thêm nên bà Lan dần làm chủ được đặc tính kỹ thuật trồng lan. Nhờ đó vườn lan của bà ngày càng sinh trưởng phát triển tốt. Tin tưởng vào khả năng của bản thân và triển vọng của lan, bà Hạnh mạnh dạn đầu tư 5 tỷ đồng để xây dựng nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động và mua giống lan từ Thái Lan về trồng. Đến nay, vườn lan của gia đình bà có quy mô hơn 1 hectare với khoảng 40.000 cây lan. Theo chia sẻ của bà Hạnh, dòng lan Mokara trồng từ 3 đến 6 tháng là bắt đầu có hoa và mỗi tuần cắt một lần. Ngoài lan Mokara, bà Hạnh còn trồng sang thêm nhiều giống lan khác như Dendro, Ngọc Điểm, vân vân. Nhờ hoa đẹp, màu sắc đa dạng nên hoa lan của bà Hạnh được các shop hoa tươi trong và ngoài huyện đặt mua với giá từ 7 đến 12.000 đồng một cành. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng gia đình bà Hạnh thu nhập hơn 100 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 3 đến 4 lao động tại địa phương với thu nhập từ 200 đến 250.000 đồng một ngày. Mình phải học hỏi mà qua mạng, mình tìm tòi qua trong bạn bè trong hội hoa lan. Chứ còn cái cây lan nó không giống như mọi cái cây hồi giờ mình trồng. Cũng trồng thêm đinh ru các cành với mokara các cành. Cô chú ý đi cái hướng các cành từ thị trường dùng hoa tươi á. Bây giờ nó càng ngày nó càng phát triển và thị trường nó cũng còn rộng. Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Lăng Lớn đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại thu nhập cao. Trong đó, hoa, cây cảnh được nhiều hộ dân lựa chọn. Đối với địa bàn xã Lăng Lớn thì cái mô hình trồng lan là mô hình mới trong những năm gần đây. Là do là người dân họ chuyển đổi từ các cái diện tích đất mà trồng các loại cây lâu năm nó lâu quá lâu rồi, nó không có hiệu quả. Thì dần dần thì người dân họ sẽ chuyển đổi qua một loại cây trồng khác. Một hai năm quay trở lại đây thì cái lan thì người dân sẽ bắt đầu xu hướng là sẽ trồng đa dạng các loại lan hơn để phục vụ để bán hàng năm chứ không có phải là chỉ để bán riêng cái Tết. Huyện Châu Đức hiện có 30 hộ trồng hoa cây cảnh, trong đó có 10 hộ trồng lan tập trung nhiều tại xã Lan Lớn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Đức đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị hỗ trợ các hộ dân về kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất trồng trọt và kết nối tiêu thụ,
bao tiêu sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng lan. Trong thời gian qua, trước cái tình hình dịch bệnh cũng như là cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân thì Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai để phát triển một số mô hình sản xuất mới. Thì trong đó có một số mô hình như là trồng nấm ăn và nấm dược liệu và phát triển mô hình trồng một số loại cây hoa cảnh, trong đó có nổi bật là mô hình trồng hoa lan của một hộ dân trong láng lớn là chị Hạnh. Theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận định thì đây là một trong những mô hình nó phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp đô thị trong thời gian tới. Phòng Nông nghiệp sẽ phối hợp và hỗ trợ các hộ dân trong việc phát triển các cái mô hình này, thì trong đó nhất là cái đầu ra cho cái cây hoa lan. Mang lại nguồn thu nhập cao hơn nhiều lần so với cây trồng khác, mô hình trồng hoa lan cắt cành của bà Bạch Thị Hạnh nói riêng và một số hộ dân huyện Châu Đức nói chung đang mở ra hướng đi mới cho nông dân trên địa bàn. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu sẽ khép lại chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, đồ xưa cũ được xem là hiện vật gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Sưu tầm đồ xưa cũ cũng là tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu của dân tộc. Xuất phát từ ý nghĩa này, anh Trần Duy Lập, ngụ ở phường 3, thành phố Vũng Tàu, đã cất công sưu tầm hàng trăm đồ xưa cũ quý hiếm, mang trên mình nhiều giá trị thăng trầm, biến đổi của thời gian. Tư gia của anh Trần Duy Lập, số 252 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu, hiện đang trưng bày hàng trăm hiện vật xưa cũ mà anh đã cất công săn lùng hơn 12 năm qua. Tất cả đều được anh trân quý, lưu giữ cẩn thận. Nói bật là dòng gốm Nam Bộ từ thập niên 60 của thế kỷ trước, với hàng trăm sản phẩm chậu, bình, đôn, đĩa, trang trí bình dị, nhưng thanh thoát độc đáo. Phần lớn trong số này có nguồn gốc từ các lò gốm lâu đời ở Biên Hòa lấy thiêu. Tiếp đến là bộ sưu tập hàng chục đồng hồ trang trí châu Âu được du nhập vào Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Các đồng hồ này chế tác thủ công tinh xảo, mang đến vẻ đẹp quý phái sang trọng nhưng cũng không kém phần hoài cổ. Thì mình chỉ chuyên hai cái dòng gốm, đó là gốm lái thiêu và gốm Biên Hòa thôi. Còn những dòng mà cao hơn cổ xưa, ví dụ mình nói là gốm cây mai, thì cái dòng đó thực sự phải có kiến thức, chứ còn mình mua vô là có thể nó bị nhầm đó. Thì trong cái bộ sưu tập này thì mình thích nhất là những cái đồng hồ tủ của Đức đó, như cái đồng hồ tủ nó hoa văn rất là đẹp, tinh xảo, nó làm từ thủ công đó, như âm nó rất là hay, như nó giống như một cái chuông nhà thờ vậy đó. Ngoài bộ sưu tập đồ xưa cũ, anh Lập còn sở hữu nhiều ảnh dày đất và người Vũng Tàu xưa. Thông qua những chất liệu chế tác, hình ảnh trên đồ vật xưa cũ, người chơi có thể tìm hiểu được phong tục tập quán, cao hơn nữa là những giá trị văn hóa lịch sử. Sưu tầm không chỉ là để thỏa niềm đam mê của mình, anh Lập luôn sẵn sàng chào đón những người có chung sở thích hay có nhu cầu tìm hiểu về văn hóa xưa đến nhà giao lưu, thưởng ngoạn bảo tàng thu nhỏ của mình. Anh thích những món hàng đó thì anh cũng nhờ Lập kiếm, Lập sưu tầm giùm cho anh. Rồi anh em cùng trao đổi nhau. Rồi một tuần mình gặp nhau sáng chủ nhật để ngồi nhau nói về vấn đề đó. Anh em cùng có chung đam mê sưu tầm đồ xưa. Nói chung là mình đồ cũng nhiều, Lập cũng nhiều, hai anh em cùng trao đổi đồ cho nhau, rồi cùng chơi giao lưu với nhau để gọi là nâng cao kiến thức. Để công chúng, nhà nghiên cứu có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu về các đồ vật giàu giá trị văn hóa lịch sử, anh Lập đã trao đổi, chia sẻ với Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số bảo tàng tư nhân ở khu vực phía Nam một số món đồ có giá trị của mình.
Tối qua ngày 23 tháng 8 tại thành phố Vũng Tàu, Sở Văn hóa Thể thao tổ chức khai mạc giải bóng rổ 5x5 Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2022. Tham dự giải có 11 đội đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 11 đội bóng rổ 5x5 tham dự giải bóng rổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 được chia làm 4 bảng. Thi đấu vòng tròn chọn 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Giải diễn ra đến hết ngày 28 tháng 8. Bóng rổ là một trong những môn có số lượng đội tham dự khá đông tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8. Điều này thể hiện phong trào luyện tập và thi đấu bộ môn này đang ngày càng phát triển, nhất là trong giới trẻ. Tỉnh cũng đã tổ chức nhiều giải đấu chuyên nghiệp và thu hút được nhiều vận động viên tham gia tranh tài. Bóng rổ cũng là một trong những môn thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8. Sau khi toàn bộ các môn thi đấu xong vào cuối tháng 8, các vận động viên của tỉnh sẽ chuẩn bị để thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 vào cuối năm nay tại Quảng Ninh và các địa phương lân cận. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.